Phú Đại Gia ở rễ chương 5887 đến chương 5891. Có một sự im lặng chết người trong toàn trường. Cho dù những đại nhân vật ở đây không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thực chính là đêm nay Bùi Minh đã quét ngoang toàn trường. Kể từ giờ phút này, bên ngoài Vạn Lý Đường Thành, anh là người có tiếng nói cuối cùng. Bạch Y Hầu Tiết Bộ Bạch thở dài một hơi, sau đó run rẩy đứng thẳng người, hướng về phía Bùi Minh hạ thấp người. Bùi Tông Sư, một trận chiến lôi đài hôm nay cậu đã chiến thắng. Tiết Mổ bắt đầu từ giờ phút này liền sẽ không gây trở ngại chuyện giữa cậu cùng nữ nhi của ta. Nghe được lời nói của Tiết Bộ Bạch, Bùi Minh trên mặt lộ ra nụ cười nửa miệng. Tuy rằng ta và Tiết Oánh có tình bạn học, nhưng không hề có quan hệ nam nữ, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Có điều, xem ở trên mặt mũi Tiết Oánh, chỉ cần ngươi cho ta một cái giá thỏa mãn, ta hôm nay sẽ không động tới ngươi. Ngay khi lời nói của anh rơi xuống, Tiết Mộ Bạch trong tiềm thức rùng mình một cái, nhìn Bùi Minh bằng ánh mắt thâm thúy, khóe miệng dịch một cái, sau đó chậm rãi. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Y Hầu một mặt đều rút ra khỏi bên trong đại hạ. Tất cả mọi chuyện của bên ngoài Vạn Lý Đường Thành, Bạch Y Hầu một mặt không tham dự tới nữa. Bùi Minh thản nhiên nói, chưa đủ. Tiết Bộ Bạch có chút nghiến răng, tiếp tục nói, từ giờ phút này tới đi, ta sẽ hạ lệnh cho binh bộ ở biên giới Siberia không được tranh chấp cùng đại hạ. Bùi Minh vẫn thản nhiên nói, vẫn chưa đủ. Tiết Bộ Bạch nhìn xem Bùi Minh, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nghiến răng. Những năm gần đây, tất cả tiện nghi chiếm được tại biên giới bao năm qua đều trả lại cho đại hạ. Phòng ngự đất phong của Tiết Mỗ sẽ rút lui 50 dặm và thiết lập một khu vực cấm. Bất luận kẻ nào dám can đảm từ khu vực cấm xâm phạm biên giới đại hạ, giết không tha. Nghe nói như thế, Bùi Minh mới nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chỉ có thể nói, vì Bạch Y Hầu Tiết Mộ Bạch này đúng là một nhân vật co được, giãn được. Dưới tình huống như vậy, biết mình phải làm cái gì, không nên làm cái gì. Nhìn thấy Bùi Minh chỉ dăm ba câu liền giải quyết được Tiết Mộ Bạch, những đại nhân vật biên cảnh còn lại, mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau. Tô Nhân Bảo đứng lên đầu tiên, cất cao giọng, Bùi Tông Sư, tôi đại biểu cho Tô Gia, không, tôi đại biểu cho Tứ Đại Bộ Tộc, tuyên bố, từ nay về sau, Tứ Đại Bộ Tộc lấy ngài vi tôn. Tiêu Tiêu của Tiêu Gia Lang Tộc, bên ngoài Vạn Lý Trường Thành cũng đứng lên, thần sắc cổ quái, nhìn xem Bùi Nguyên Minh, Tiêu Gia ta tán thành. Gia Luật Phục của Gia Luật Gia, giờ phút này cũng đứng lên nói, Gia Luật Gia tán thành, ta tán thành. Giờ phút này những đại nhân vật ở đây toàn bộ đều mở miệng thay mặt cho gia tộc và thực lực của mình lên tiếng hứa hẹn. Dù sao Bùi Minh mặc kệ là thực lực hay là thủ đoạn, hoặc là ý chí của quốc gia và thiên hạ, đều đáng để bọn hắn ngưỡng mộ, đáng để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Mà rất nhiều quần chúng dưới khán đài nhìn những đại nhân vật ngày bình thường có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa kia, tại trước mặt Bùi Minh bộ dáng tất cung tất kính, mỗi một người đều là trong lòng sợ hãi thán phục đến cực hạn. Nhân sinh như thế còn cầu mong cái gì à? Ngay sau đó, theo lệnh của Tô Nhân Báo, tất cả khán giả trên khán đài đều bị giải tán. Mà lại Tô Nhân Báo biết rõ tính cách Bùi Minh, không cần Bùi Minh đặc biệt dặn cái gì, hắn đã liên thủ với những gia tộc khác có mặt ở đây phát ra lệnh bịt miệng. Ai dám đem chuyện phát sinh ngày hôm nay tiết lộ ra nửa chữ, liền chú định giết không tha. Nửa giờ sau, tại bên trong biệt thự, Bùi Minh lần nữa nhìn thấy Gia Luật Tề một nhà. Giờ phút này Gia Luật Tề nhìn về phía người trẻ tuổi phía trước đang cầm ly trà, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Mà Dương Mạn cùng Gia Luật Thương hai người giờ phút này cũng đều là muốn nói nhưng lại thôi. Dù sao hiện tại ngay cả Gia Luật Gia đều xem Bùi Minh như thiên lôi xài đầu đánh đó, bọn họ tại trước mặt Bùi Minh lại tính được cái rắm gì à? Gia Luật Thúc xin mời. Bùi Minh uống xong một ly trà, tự mình rót thêm một ly, ra hiệu cho Gia Luật Tề ngồi vào đối diện với mình. Gia Luật Tề bi mắt nhảy lên, sau một hồi vẫn là chậm rãi ngồi xuống,
lấy hết dũng khí cầm lên chén trà. Sau khi uống xong, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Bùi Nghi Minh, muốn nói nhưng thôi không nói. Bùi Nghi Minh nhìn Gia Luật Tề một chút. Gia Luật Thúc, có chuyện cứ mở miệng, có việc cứ hỏi, tôi nhất định biết gì nói nấy. Gia Luật Tề hít sâu một hơi, sau đó mới khàn giọng nói, cậu đến cùng là ai? Cháu trai tôi bây giờ như thế nào? Bùi Nghi Minh biết sự tình hôm nay về sau có một chút chuyện, khẳng định không giấu giếm được người như Gia Luật Tề. Cho nên giờ phút này anh cũng không giả bộ nữa, mà là cười cười. Gia Luật tiên sinh có nhãn lực thật tốt. Chỉ là không biết ông là bắt đầu từ thời điểm nào đã hoài nghi thân phận của tôi. Gia Luật Tề cười khổ một tiếng, tôi cũng không biết trước. Trước đó tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng là chuyện hôm nay lại làm cho tôi rõ ràng cậu không phải là cậu ta. Bùi Minh gật đầu nói, tôi thực sự không phải là Bùi Minh có cùng con gái của ông thông gia từ bé kia. Tên của tôi mặc dù cũng là Bùi Minh, nhưng là cùng hắn là hai người khác biệt. Lần này tôi đến bên ngoài Vạn Lý Đường Thành có việc, vừa vặn có một cái thân phận có thể thay thế như thế. Vì ẩn nấp để làm việc, tôi đã lừa gạt Gia Luật tiên sinh. Đối với chuyện này tôi thực vạn phần day dứt. Vì thế tôi có thể đáp ứng với Gia Luật tiên sinh ông một yêu cầu, cho dù là ông muốn làm gia chủ Gia Luật gia, tôi cũng có thể để ông được thượng vị. Gia Luật Tề trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói, cháu trai của tôi đã chết rồi sao? Bùi Minh nhẹ gật đầu. Nhìn thấy động tác của anh, Dương Mạn cùng Gia Luật Hương hai người đều là trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chết rồi sao? Bùi Nghi Minh mà bọn họ nhận biết kia, chết rồi sao? Là cậu giết sao? Gia Luật Tề thanh âm trở nên có mấy phần băng lãnh. Bùi Nghi Minh thở dài một hơi, lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra tư liệu đặt ở trước mặt Gia Luật Tề. Gia Luật Tề liếc qua, sau đó chính là thật nhanh nhìn kỹ lại. Hồi lâu sau ông ta mới chậm rãi nói, việc này là thật sao? Bùi Nghi Minh thản nhiên nói, tôi đối với chuyện như thế này đáng để nói dối hay sao? Gia Luật Tề thân thể chấn động, nháy mắt liền tỉnh lại. Lấy thực lực cùng năng lực của Bùi Nghi Minh biểu hiện ra ngoài, xem ra cậu ta cùng cháu trai của ông ấy so sánh chính là khác nhau một trời một vực. Bùi Nghi Minh thế nào có khả năng vì một cái thân phận hại chết cháu trai của ông ấy được chứ? Cho nên Bùi Nghi Minh đưa ra tư liệu chính là sự thật. Bùi gia bên ngoài Vạn Lý Trường Thành vì đoạt lại cổ quyền gia tộc đã hại chết cháu của tôi. Cho dù là bọn hắn trốn xa tới Kim Lăng, tôi cũng không bỏ qua cho bọn hắn. Gia Luật Tề thanh âm run lên nhẹ nhẹ. Sau đó ông ta như là nghĩ thông suốt có gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Bùi Nghi Minh, trầm giọng nói, Bùi tổng sư, đã cậu để cho tôi đưa ra một yêu cầu, vậy tôi cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất, cho cháu trai của tôi một sự công bằng, cho cháu trai của tôi một cái công đạo. Vừa nghe được lời nói của Gia Luật Tề, Dương Mạn kích động đến nhảy dựng lên. Gia Luật Tề, ông làm cái trò quỷ gì thế? Ông nói nhảm cái gì vậy? Người như Bùi tông sư chỉ cần một câu nói liền có thể để cho toàn gia chúng ta biến thành người trên người, có thể để cho toàn gia chúng ta phú quý vạn năm. Thế nhưng là ông không đề cập tới những yêu cầu như thế này, thế mà muốn Bùi tông sư thay ông lấy lại công bằng cho đứa cháu trai quái quỷ đã chết của mình hay sao? Ông là đang nói đùa hay sao thế? Bùi tông sư, cậu không nên nghe theo ông ta. Nghe tôi à? Dương Mạn khoa tay búa chân, kích động đến nói năng cũng lộn xộn. Bùi Nghi Minh không thèm để ý tới nữ nhân cùng thanh linh giống nhau đến 7-8 phần này, chỉ là hiếp mắt nhìn xem Gia Luật Tề, thản nhiên nói, ông bây giờ vẫn còn có thể đổi ý. Gia Luật Tề nghiến răng, Bùi tông sư, tôi cái gì cũng không cần, tôi chỉ cần một cái không đạo. Được. Bùi Nghi Minh khẽ gật đầu, tôi đã mượn dùng thân phận cháu của ông như vậy, vốn dĩ cũng liền gánh chịu nhân quả của cậu ta. Đã ông muốn công đạo cho cậu ta, tôi liền cho cậu ta một cái công đạo. Mọi người về bên ngoài Vạn Lý Trường Thành trước đi, tôi xử lý xong chuyện bên này, về sau sẽ dành thời gian liền đi giải quyết chuyện kia. Gia Luật Tề luôn miệng nói cảm ơn, giờ phút này cũng không nói gì khác,
mà là lôi Dương Mặc cùng Gia Luật Thương mẫu nữ nhanh chóng rời đi. Hôm sau, sau khi giải quyết xong chuyện thi đấu lôi đài, hạn chế thế lực các phương tiếp tục tiến vào bên ngoài vạn lý trường thành, tranh đoạt Cửu Nhãn Thiên Châu. Bộ Nguyên Minh liền trở lại nội thành bên ngoài vạn lý trường thành. Sở dĩ anh hạn chế thế lực các phương tiếp tục tiến vào bên ngoài liền vạn lý trường thành, tranh đoạt Cửu Nhãn Thiên Châu, ngoài trừ không muốn để mọi chuyện càng trở nên phức tạp ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là Bộ Nguyên Minh mơ hồ phát giác được dường như sau lưng bên ngoài vạn lý tường thành có một bàn tay đang khuấy động. Chỉ có khi xua tan mây mù mới có khả năng nhìn thấy thanh minh. Sau khi trở lại khu trung tâm của bên ngoài vạn lý tường thành, Bộ Nguyên Minh cũng không vội quay về biệt thự số 1 Thiên Thê Sơn, mà nhờ Tô Nhân Báo đặt một phòng riêng cho mình tại khách sạn Giang Nam bên ngoài vạn lý tường thành. Sau đó việc cần phải làm chỉ sợ cần để cho Tiêu Như Ý cùng Tô Nhân Báo ra tay. Nói không chừng còn phải ở một mức độ nào đó cần tới lực lượng của Dương Trung Quân trợ giúp. 6 giờ tối, Nguyên Minh một nhóm xuất hiện tại cửa chính khách sạn Giang Nam bên ngoài vạn lý trường thành. Khách sạn dường như đã được sửa sang lại, khắp nơi đều mang màu sắc sang trọng. Có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở cửa. Chỉ có thể nói, đây là một trong những nhà hàng cấp cao nhất ở bên ngoài vạn lý trường thành. Tô Nhân Báo và Tiêu Như Ý đã đợi sẵn ở cửa đón tiếp. Mà vượt quá dự liệu của Bộ Nguyên Minh chính là Tô Văn Nhã thế mà cũng tới. Rõ ràng Tô Văn Nhã biết rõ ở ốc đảo sa mạc đã xảy ra chuyện gì, cho nên ánh mắt nhìn Bộ Nguyên Minh lúc này long lanh muốn chảy ra nước. Bộ Nguyên Minh liếc nhìn Tô Nhân Báo một chút. Tô Nhân Báo trực tiếp bị dọa phát run một cái, sau đó liền một đường chạy chậm tới, lắp ba lắp bắp giải thích. Tại Tô gia, địa vị của hắn có thể không sánh bằng Tô Văn Nhã. Tô Nhân Văn Nhã muốn biết cái gì, hoàn toàn không cần thiết thông qua Tô Nhân Báo hắn. Bộ Nguyên Minh cũng không để ý tới chuyện này, nói với Tô Nhân Báo vài câu, liền đi lên trên lầu. Bọn hắn lần này đã đặt trước phòng cho anh, phòng chữ địa. Dựa theo lời nói của Tô Nhân Báo, vốn dĩ hắn định đặt phòng chữ thiên cho Bộ Nguyên Minh. Thế nhưng là không biết tại sao khách sạn Giang Nam bên ngoài vạn lý trường thành thế mà đặc biệt giữ lại phòng chữ thiên, hiển nhiên có đại nhân vật muốn sử dụng. Bộ Nguyên Minh cũng không để ý tới chuyện này, bất quá thời điểm anh đi đến trước cửa căn phòng lại vừa vặn nhìn thấy phòng chữ thiên ở bên kia hành lang đẩy ra một khe hở. Trong khe hở có một đám nam nữ đang nhỏ giọng nói, lớn tiếng cười. Mà ngồi ở ghế chủ vị rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mặc đường trang. Nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo vài phần bệnh hoạn, giống như lớn lên bên trong hũ thuốc. Nhưng loại khí độ này lại không phải là người bình thường mà có thể so bì. Mà làm cho Bộ Nguyên Minh kinh ngạc chính là nữ nhân bồi tiếp bên cạnh nam tử này thế mà là Tô Ương Kim. Tựa hồ phát giác được ánh mắt Bộ Nguyên Minh, Tô Ương Kim vô thức quét tới một chút, sau đó ánh mắt có chút lạnh lẽo. Bộ Nguyên Minh mặc dù phát giác được ánh mắt oán độc của Tô Ương Kim nhưng lại không nói cái gì. Dù sao anh liền Phật Tử Thích Quân đều không để vào trong mắt, sao lại quan tâm tới một gái bao như Tô Ương Kim chứ. Rất nhanh, Bộ Nguyên Minh một đoàn người tiến vào phòng chữ địa. Tô Nhân Báo trực tiếp vung tay lên gọi tất cả những món đặc sản trong thực đơn. Mấu chốt nhất chính là trực tiếp kêu một thùng rượu Mao Đài 82 năm, một vẻ muốn chúc mừng thay Bộ Nguyên Minh, biểu lộ không say không về. Dù sao, đối với Tô Nhân Báo mà nói, đời này chuyện tuyệt nhất làm được chính là ôm vào đùi Bộ Nguyên Minh. Qua ba lần rượu, người có Tiêu Như Ý từ cửa căn phòng tiến đến đưa ra một tư liệu. Tô Văn Nhã thấy thế, cùng Tô Nhân Báo liếc nhìn nhau về sau, hai người đều chủ động rời khỏi căn phòng. Hiển nhiên, bọn họ đều rất rõ ràng, trước mắt mình vẫn chưa tính là người bên người Bùi Nguyên Minh. Ngược lại là Tiêu Như Ý, bây giờ tại bên ngoài vạn lý trường thành, cơ bản cũng là thay Bùi Nguyên Minh làm việc. Bùi Thiếu, ngày hôm qua để tôi điều tra mọi chuyện, tôi điều tra được một chút, chẳng qua cũng không có nhiều. Tiêu Như Ý chủ động lật ra tư liệu, đặt ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Lần này chuyện Cửu Nhãn Thiên Châu
tại bên ngoài Vạn Lý Ương Thành làm cho dư luận xôn xao. Đúng là có người đã cố tình làm ra. Mà căn cứ theo manh mối chúng tôi có được, người làm việc này hẳn là một trong 12 vị hộ pháp địa chi Trường Sinh Điện Vị Dương. Bùi Minh khẽ gật đầu, cẩn thận nói lại một chút đi. Bùi Chiếu hẳn phải biết Trường Sinh Điện có thập đại thiên cương tôn giả, 12 địa chi hộ pháp, mà trong đó Vị Dương xếp hạng thứ 8 trong địa chi hộ pháp, từ lâu đã hoạt động giữa vùng biên cương Đại Hạ và Chiến Quốc. Đơn giản mà nói, sa mạc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, khu vực Thảo Nguyên trong khuôn khổ của Trường Sinh Điện thuộc về địa bàn của Vị Dương. Và theo thông tin tôi nắm được, thân phận thực sự của Vị Dương này rất có thể là một đại nhân vật nào đó trong tam đại chùa Phật Môn Địa Tông. Hắn là một mực trăm phương ngàn kế muốn có được Cửu Nhãn Thiên Châu. Dù sao, trong truyền thuyết bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, Cửu Nhãn Thiên Châu hợp nhất sẽ chứng thực trường sinh. Bùi Minh cau mày, có thể xác định thân phận Vị Dương này hay không? Tiêu Như Ý lắc lắc đầu, rất khó. Mặc dù có một ít dấu vết để lại, nhưng nhiều nhất là chỉ vào Phật Môn Địa Tông mà thôi. Có điều, có thể là bởi vì Cửu Nhãn Thiên Châu liên tiếp hiện thế, những thủ hạ kia của Vị Dương gần đây lại ngẫu nhiên xuất hiện tại bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Bùi Thiếu, chúng ta có cần tìm một cơ hội bắt lại vài người hỏi một chút hay không? Bùi Minh nghĩ lắc đầu nói, bắn người trước tiên bắn ngược, bắt giặc trước phải bắt vua. Chúng ta nếu biết chuyện gần đây có liên quan đến cùng Trường Sinh Điện, vậy cũng có liên quan một chút manh mối với Vị Dương này, vậy liền không nên làm chuyện rút dây động rừng. Dù sao thời gian của ta không có nhiều, có một số việc ta chuẩn bị một trận chiến để giải quyết dứt điểm. Tiêu Như Ý gật đầu, lại suy nghĩ một chút. Đúng rồi, còn có một việc. Ngay tại hôm qua, Kim Long Tự là bí ẩn nhất trong tam đại chùa Phật Môn Địa Tông bên ngoài Vạn Lý Trường Thành bỗng nhiên mở ra Phật Môn. Nghe nói các đệ tử của Kim Long Tự chuẩn bị bắt đầu hành trình độ hồng trần trong vòng một tháng. Mà người có Kim Long Tự luôn luôn đều sâu không lường được. Nghe nói tổ sư Phật Môn Địa Tông thời điểm viên tịch lúc trước chính là tại Kim Long Tự. Mà Kim Long Tự cũng kế thừa tuyệt đại đa số truyền thừa của Phật Môn Địa Tông. Cho nên Bùi Thiếu tiếp theo làm việc tại bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, e rằng chúng ta phải chú ý thêm người của Kim Long Tự. Bùi Minh nhẹ gật đầu, đổi một chủ đề. Vậy chuyện của Bùi gia bên ngoài Vạn Lý Trường Thành điều tra như thế nào rồi? Tiêu Như Ý vẽ mặt cổ quái. Nói đến Bùi gia bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, tôi kỳ thực đã điều tra ra một chuyện. Đó chính là đệ tử tục gia đổi danh nhất Kim Long Tự liền đến từ Bùi gia bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, tên là Bùi Như Trần. Bùi Như Trần sao? Bùi Minh khẽ nhíu mày. Là Bùi gia dòng chính hay là chi thứ bên ngoài Vạn Lý Trường Thành thế? Tiêu Như Ý nói, dòng chính. Bất quá hắn cũng không phải là thế tử Bùi gia bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, mà là con thứ hai của Bùi gia bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Nhưng cho dù là như thế, thân phận của hắn cùng với địa vị đặc biệt ở Kim Long Tự dẫn đến thân phận của hắn tại toàn bộ bên ngoài Vạn Lý Trường Thành cũng rất cao. Mấu chốt nhất chính là vị Bùi Như Trần này nghe nói làm việc xưa nay không giảng cứu đạo lý, đối với vương pháp võ đạo cũng không hề mang tâm sợ hãi. Hắn là kiểu người có thể liều lĩnh làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Bùi Thiếu, nếu như đối mặt với người này, dù là ngài võ đạo thông thần, chỉ sợ cũng phải vận dụng 12 phần thực lực. Dù sao mọi chuyện trên đời này cũng không phải là chỉ có võ đạo mà thôi. Bùi Minh nhẹ gật đầu, cẩn thận liếc nhìn tư liệu Tiêu Như Ý lấy được. Từ trong tư liệu xem ra, Vị Dương, mặc kệ là thân phận thần bí hay là vị đệ tử Bùi Như Trần, dòng chính Bùi gia đại danh đỉnh đỉnh Kim Long Tự bên ngoài Vạn Lý Trường Thành này, tựa hồ cũng không đơn giản à. Mà tại thời khắc mấu chốt, rất nhiều thế lực vừa mới bị Bùi Minh dung hợp, bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, Kim Long Tự liền xuất thế, tin tức về Trường Sinh Điện cũng xuất hiện. Nếu như muốn nói đây là trùng hợp,
chỉ có thể nói cũng không tránh khỏi trùng hợp quá khéo à. Hy vọng không phải là ta suy nghĩ nhiều. Bùi Minh thì thào mở miệng. Oanh! Ngay lúc này, cánh cửa phòng chứa điện đột nhiên bị người trực tiếp phá tan. Sau đó, liền thấy được một bóng người bê bết máu, lảo đảo vọt vào. Bùi Minh cùng Tiêu Như Ý vô thức nhìn sang, sau đó liền đều sững sờ. Bởi vì người máu me khắp người, thân linh chính là Tô Nhân Báo. Mà Tô Nhân Báo này hiện tại có thể tại rất nhiều nơi đại biểu cho Tô gia để nói chuyện, lại bị người trực tiếp đánh vỡ đầu. Là chuyện thế nào thế? Bùi Nguyên Minh đi lên phía trước, một bên đưa tay đem tay trái trật khớp của Tô Nhân Báo chỉnh lại, một bên trầm giọng mở miệng. Bùi thiếu, ngài nhanh lên đi cứu Văn Nhã đi. Xảy ra chuyện, thực sự xảy ra chuyện rồi. Giờ phút này Tô Nhân Báo một mặt vẻ mặt chật vật. Vừa mới rồi tôi cùng Văn Nhã hai người cảm thấy nhàm chán, đi ra đến bên ngoài ban công hóng gió. Kết quả Tô Ương Kim không biết từ nơi nào chạy đến. Nàng với mặt hất hàm sai khiến, yêu cầu Văn Nhã cho nàng vào mời rượu Bùi thiếu. Văn Nhã vốn là cùng nàng quan hệ không thân, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Kết quả Tô Ương Kim không nói hai lời, trực tiếp để người đồng thủ. Tùy tùng của nàng không biết đã thay đổi từ thời điểm nào, từng kẻ thân thủ đều rất đáng sợ. Bọn hắn nhanh gọn đem tôi đánh ngã, còn buông lời nói để tôi đi gọi người, nhưng chỉ cho tôi 3 phút đồng hồ. Nếu như không gọi người tới, Văn Nhã có kết cục gì liền để chính tôi dùng đầu ngẫm lại. Sau đó Văn Nhã liền bị Tô Ân Kim túm đầu lôi vào phòng chữ thiên. Tô Nhân Báo lời ít mà ý nhiều, đem sự tình đều nói ra, nhưng là sắc mặt lại khó coi đến cực hạn. Tô Văn Nhã bị mang đến phòng chữ thiên đúng không? Còn chỉ cho ngươi 3 phút gọi người thôi sao? Bùi Minh hơi hiếp mắt lại, nhìn qua cánh cửa hành lang đối diện, có chút thú vị đó. Tiêu Như Ý biến sắc. Bùi thiếu, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía ngài mà tới. Mặc dù không biết đến cùng là ai, nhưng là hiện tại phòng chữ thiên chỉ sợ là đầm rồng hang hổ à. Bùi Minh thản nhiên nói, không sao, người ta đã nhiệt tình mời như thế, chúng ta dù sao cũng phải đi xem một chút à. Còn đi xem như nào, ngày mai tính.